Xin chào mọi người, tôi là Quang Hai Chí En Xá U. Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra Sambi, xe tăng bánh trong số 5 kiếm sĩ. Xe tăng bánh có thể nói là gói quà siêu lớn mà Sambi tặng chúng tôi. Bên trong ngoại trừ những thầy ma đã hết hàng, ngoài ra còn có siêu nhiều kim cương và bánh xe tăng không dành cho chúng tôi, đặt ra bất kỳ mối đe dọa nào. Chưa kể đến việc vượt qua chứng chỉ thực vật của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra loại cây nào có thể đánh sập bánh trước. Lượt đánh đầu tiên. Các bạn, trận chiến này, dưa hấu đá và đậu Hà Lan đã thắng. Lượt tấn công thứ hai, các bạn nhỏ có phát hiện không? Bốn cây gần bên phải, trực tiếp bị xe tăng bánh ngọt nghiền nát không thương tiếc. Được rồi, vòng này, dưới cùng là độ cong điện và độ cong băng của chúng tôi. Vụ nổ thứ ba có thể tìm thấy khi xe tăng bánh của chúng tôi nghiền nát cây cũng sẽ phát nổ, chỉ là không làm được gì cho bể bánh thôi. Đúng thế, hãy bùng nổ của việc quất để tìm một món hời lớn. Ha 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 ha. Lượt tấn công 4, chúng tôi có nhiều đạn thực vật cho thầy ma, đạn bóng và đạn gà tây, nhưng có vẻ như đạn gà tây rất mạnh, cũng là một món hời lớn, ha ha. Không phải chứ, cú kiwi động vật hoang dã của chúng ta có sợ hãi không? Trận 5, chúng tôi đã chuẩn bị một cú đấm nhỏ bất khả chiến bại cho chiếc bánh kem xe tăng, sư tử gầm lên của bom nhỏ, lửa và khí độc, xem cái nào hiệu quả nhất. Các bạn, không biết hôm nay cây nào đánh bánh bể tốt nhất, nhưng tạm thời hình như chúng tôi đã kiếm được rất nhiều kim cương. Nhớ cho mình một lượt đăng ký nhé, ha 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 ha.